Vé xem Blackpink hay vé xem Taylor Swift? Giả sử có một người sẵn sàng tặng cho bạn một trong hai món quà đấy thì chúng ta nên chọn gì? Flex. Hai chiếc vé đều đáng giá. Tuy nhiên, để mà nói về việc flex thì bây giờ vé Blackpink được quan tâm nhiều hơn. Trên mạng người ta thi nhau phách ảnh có vé Blackpink. Nhiều fanpage còn tổ chức live xe tặng vé. Mặc dù mọi người biết thừa làm gì đã có ai có cái vé đấy. Thế mà tương tác vẫn cao. Vé Blackpink 1-0. Đi chơi. Nếu mà có vé Blackpink, bạn sẽ được ra Hà Nội chơi, đi ăn các món đỉnh cao như phở, bún chả, bún thang, phở cuốn. Tuy nhiên, với những người ở Hà Nội sẵn rồi thì bạn sẽ chỉ được ra Mỹ Đình chơi thôi. Nếu có vé Taylor Swift nhá, bạn sẽ được sang tận Sing, một trong những nước du lịch nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Vé Taylor một đều, tốn kém vì quà chỉ bao gồm tiền vé đi show chứ không có tiền di chuyển, ăn ngủ nghỉ, nên bạn sẽ phải tự lo cái đó. Sing thì là một trong những nước đắt đỏ nhất khu vực. Còn ra Hà Nội thì vẫn là trong nước. Như tôi ở Hà Nội sẵn rồi thì tôi chỉ tốn tiền xăng với tiền gửi xe thôi. Vé Blackpink 2-1 có người yêu. Ai đang FA chẳng mong muốn đi show gặp được người nào hợp cạ mình. Đi show ở Việt Nam thì bạn sẽ có cơ hội gặp nhiều người Việt Nam hơn. Còn đi xem Taylor Swift ở Sing thì chẳng lẽ yêu người nước ngoài mấy hôm xong về nước à? Tuy nhiên chẳng may bạn gặp một người cũng Việt Nam đi xem thì tỷ lệ chọi của bạn sẽ thấp hơn. Mà nhá, mấy người ra nước ngoài đi show ấy chắc là profile cũng ngon nghẻ phết đấy. Vé Taylor 2 đều. Sung sướng, để mà nói về sự sung sướng, tầm này có vé Blackpink chắc chắn là sướng nhất rồi. Cuối tháng được đi xem luôn, mang ra khoe ai cũng ghen tị. Còn vé Taylor, bạn sẽ được sướng 2 lần, một lần là lúc có vé, lần thứ hai là năm sau khi bạn được đến show. Lúc đấy thì sướng nó phải gọi là thôi rồi luôn. Mình thích sướng 2 lần nên mình cho vé Taylor thắng 3-2. Chung cuộc, vé Taylor Swift chiến thắng. Tuy nhiên, nếu được tặng vé thật thì mình chọn vé Blackpink vì mình không có tiền ra nước ngoài. Còn bạn, nếu được tặng một trong hai vé, bạn sẽ chọn vé nào? Hãy để lại bình luận.